À, chúng ta lên được cái thời khóa tu à, nó quan trọng lắm quý vị. Có khi cả ngày mình à, mình làm việc hay mình gặp con người đủ thứ thể loại. Bản thân chúng ta có khi à, bị áp lực. Khi cũng vui, khi cũng buồn, khi cũng bực bội, khi săn hẳn, khi giận trách. Đủ thứ thể loại nó áp vào tâm mình nó không có cái phương pháp để mà quá giải nữa, mà tất cả những thể loại đó là đa phần là đều do tính khí sân hận và ích kỷ nhỏ mọn của chúng ta, nó trở thành gọi là ác tâm, mà cái ác tâm thì nó chỉ có ác niệm, có thiện niệm chứ không phải ác niệm, mà là cái ác tâm nó chỉ có thiện niệm nó mới quá giải được. Mà cái thiện niệm thì không có thiện niệm nào bằng niệm A di đào Phật niệm A di đào Phật là thiện niệm lớn nhất Vì Phật là giác ngộ mà cái thể loại khác đó là nó là, là mê là mê nên phải nhờ danh hiệu Phật để quá giải cái mê Nghe chứ? chúng ta đều là những con người đang bị mê 100% không ai dám nói mình hoàn toàn giác ngộ chúng ta còn mê nên vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm phật vì mỗi ngày niệm phật để giúp cho cái tâm mê của mình nó khai triển lại thành cái giác tâm nên một ngày gì mình phải đối duyên đối cảnh bao nhiêu thứ để nạp vào cái tâm mình mà đa phần nó bị hao năng lượng đa phần nó hao năng lượng nên càng mỗi ngày mình có câu Phật hiểu mà nhất là phương pháp lễ phật này hay, bị nhớ nè. Khi vị niệm phật lễ phật đến có những giây phút mà quý vị tu một tiếng đồng hồ cho nó có những giây phút ít lắm, nó có những câu Phật hiệu vị đang niệm nó sẽ cực kỳ đặc biệt luôn. Quý vị để ý sẽ thấy có những câu Phật hiệu bị đang niệm nó dịu tâm vô cùng và tự nhiên câu Phật hiệu nó đi vào con người quý vị luôn, đi vào từ đầu tới tới người cơ thể giống vô máu mình luôn quý vị tự nhiên nó nó đi vào luôn mà quý vị nhớ kỹ là phương pháp niệm phật lễ phật là một phương pháp mà nó nó giúp cho bộ não bị rất sáng một trăm phần trăm nhất là cái cách lễ phật này khi bị xá xuống xá thiệt là chậm chậm nhất là lúc nào mà thằng kinh căng thẳng nhiều nhất là phải càng chậm và xá nó càng sâu đến chi phải không cái bộ não mình giống như được tươi mát lại với việc giống bộ não làm việc cả ngày giống như nó 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 khô hạn vậy thấy chưa mà khi mình xá càng sâu có vật hiệu giống như nó, nó tưới tẩm lại làm cho cái bộ não mình nó xông ốp nó mát mẻ lại bộ não đây là một trăm luôn phương pháp lễ vật giúp quý vị không có căng thẳng thần kinh nhưng khi quý vị mà xá nhanh quá đó xá nhanh quá đó xá nhanh xuống gì là nó làm quý vị bị căng thẳng này nó giống như quý vị bây giờ như như một cái đường nước mà bây giờ mình muốn cho nó dốc xuống để mà nó chảy nước xuống thì nó phải từ từ Cứ vì hạ xuống cái cắt lên liền nó không thể nào mà nước nó 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 chảy xuống được thì bộ não mình nó bị khô khan nặng nề phiền não thì giống mình xá phật xuống là giống như bộ não mình nó được tưới tẩm máu nó bơm lên não mình được tươi mát lại nên xá càng chậm càng hay nên phương pháp lễ phật này cực kỳ hay luôn những đức phải công nhận là hay mà khi mình phát cái thiện niệm cùng với đại chúng Ở đóng người gì nữa quý vị thì nó thành một đại thiện niệm chúng ta một thiện niệm là một ngọn đèn bây giờ cái zoom chúng ta tu bây giờ tổng cộng là khoảng một ngàn hai trăm người đi hơn ngàn hai trăm người thì quý vị biết rằng là hơn một ngàn hai trăm ngọn đèn đang thắp lên thì khi mà cái cái tổng đài chính là bản thân những đức đang tu nè nó ở chỗ nào thì cái chỗ đó nó sẽ phát thiện niệm mạnh ra thì vị biết rằng ví dụ như có những đức tu vì sẽ tu rất là đông nếu như đức mà không có tu thì vị sẽ tu ít lại thí dụ đi thì quý vị biết rằng đây là tổng đài chính để phát ra cho quý vị nên chúng ta là một góc chính để nó câu thông lại cả cái nơi này là nơi nó phát ra phát thì niệm mạnh đây mà nếu những đức mà không niệm phật được thì nó không thể nào dẫn dắt vị tu được chắc chắn luôn dù như đức tu mà không có an lạc không có cảm giác gì thì đức không thể nào đem cái thật chất lợi ích này mà chia sẻ cho vị nghe được đâu chắc chắn quý vị luôn đó. nên từ nơi đó mà có vật hiệu này cực kỳ hay luôn còn và có vật hiệu này nó hay đến mức mà nó sẽ giúp cho quý vị trong cái cuộc sống làm ăn gia đình đối nhân xử thế quý vị sẽ rất, rất đặc biệt rất tuyệt vời <laughs> tại vì sao vì khi một con người an lạc vui vẻ thì quý vị sẽ đối nhiên đối cảnh nó đẹp dữ lắm còn khi con người mà bực bội khó chịu thì đối nhiên đối cảnh rất là tệ và con người mình á, khi vui vẻ nó sẽ mang một tâm trạng tích cực Còn khi một con người mà buồn là mang một tâm trạng tiêu cực Mà khi quý vị gần rất nhiều con người mang tâm trạng tiêu cực Thì quý vị sẽ bị cái tư tưởng tiêu cực cho nó áp đặt quý vị luôn Và quý vị không phát được thiện niệm 100% luôn Nên tại sao khi người ta chơi với bạn Người ta rất cần có những người bạn mang một tâm trạng tích cực Vì nhiều người bạn mang tâm trạng tích cực xung quanh mình sẽ làm cho tâm trạng tiêu cực mình bị tan biến đi. Giống như nhiều con người xung quanh mình là mang tâm niệm thiện thì cái ác niệm của mình tự nhiên ta biết Còn nếu như mình mang một tâm niệm thiện nhỏ quá mà mình gần rất nhiều người mang ác tâm lớn quá thì quý vị gần họ quý vị sẽ bị mất đi cái tâm niệm thiện của mình và bị cái tâm niệm ác nó nó áp đặt quý vị, Vì trở thành người ác đi làm ác. Đó. Nên cái việc mà niệm Phật là cực kỳ quan trọng. Nó rõ ra là một phương pháp tu là một phương pháp về mặt tâm linh có thể giúp cho con người làm ăn và đối nhân xử thế và thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời chắc chắn luôn quý vị nếu mà bỏ đi về cái mặt tâm linh này quý vị sẽ không có cái hạnh phúc trong gia đình nhiều đâu dù cái hạnh phúc đó nó có nhà cao cửa rộng đi chăng nữa thì quý vị sẽ bị khô cằn sỏi đá khi sống trong một gia đình mà nó mất đi cái hương vị của tình người còn khi cái mặt tâm linh này nó áp dụng vào cái gia đình quý vị thì cái gia đình bị vị, vị tức khắc nó sanh ra một cái tình người và con người biết thương con người và nó có, có một tình cảm gì nó trang chứa và biết nghĩ cho nhau nên cái gia đình này dù không giàu nhiều nhưng mà nó có được cái hạnh phúc nên cái việc mặt tâm linh nó không phải là mê tín mà nó là thật sự để tích tụ nguồn năng lượng nó, giống như cái bình này đi nhá như tặng như việc cái bình này xung quanh những đức điều ghi chữ chữ phật có phật hiệu xung quanh Thấy không thì quý vị biết nước mình đổ vào quý vị tùy quý vị chọn lựa nếu như quý vị đổ vào là nước sạch nước tốt thì trả lại cho quý vị là uống nước sạch và nước tốt nên những nước đặt cái bình này gọi là bình bình an hiểu chưa bình bình an là ý nói là quý vị chế vô đây cái gì cái bình này ví dụ là cái tâm chúng ta này mỗi ngày cái tâm chúng ta đặt cái gì vào đây thì nó sẽ phát ra cái đó giống như quý vị chế nước vào cái bình này là nước gì cà phê thì uống cà phê nước lạnh thì uống nước lạnh nước nóng thì uống nước nóng quý vị cháy nước gì thì nó ra nước đó cho quý vị đó là nhăn đổ vào thì quý vị dùng quả đó hiểu chưa cái này là cái cực kỳ quan trọng nên như đức tặng cho quý vị cái bình trong thời điểm lễ của ông bồ tát đó là cái gì là để nhắc nhở chúng ta ha, phải mang một cái tâm thiện nam mang một tâm thiện đó nên mỗi ngày mỗi ngày đó mình để nước vào để mình uống nước như chưa nếu như mỗi ngày quý vị chế nước hư vào thì quý vị phải chịu uống nước hư một trăm trăm nên cái bình tặng quý vị đó là một cũng là một phương pháp để mà đem pháp môn tịnh độ đi chia sẻ tất cả những món quà gì đức tặng quý vị không đơn giản đều là một tâm niệm đem tịnh độ giới thiệu thí dụ như những đức tặng quý vị cái khăn có nhiều người nói ủa cái khăn nó không dính dáng gì vào cái chuyện trong phật giáo cả những đức nói Phật giáo Nó đều câu thông cùng với tất cả nhân sinh hết Chỉ cần một tâm niệm thiện của mình đến với người ta Thì nó đều là cái sự câu thông giữa con người đến với con người Nó đều là tâm Phật quý vị ạ Ví dụ như có những lúc quý vị rất là lạnh Tự nhiên vị tròn cái khăn Có những đức tặng cho quý vị Vì cảm thấy tự nhiên nám áp cõi lòng như thế nào Cái khăn này chính thầy tặng cho mình Dù là nó là chắc giải đơn giản thôi Nhưng mà tấm lòng của con người đó tặng cho mình bằng cái tấm lòng Khi mình chọn cái khăn Tự nhiên người ta nghĩ à, Nhớ con người này thì phải làm sao Niệm Phật Con người này mình nhớ đến là mình phải niệm Phật Và khi mình nhớ đến con người này Là mình mang một tâm niệm gì Không buồn giận ai để trong tâm Như con người tặng cái khăn đó cho quý vị Họ không có buồn giận người khác để trong tâm Họ luôn luôn Họ nói họ có cái điều sai Cái điều xấu Chứ họ chưa bao giờ nói họ tốt Nhớ kỹ nha quý vị Nên trong phòng như Đức lúc nhất như Đức ở Có một câu kể rất là hay như Đức nhớ Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng Được mắt bài thành bỗng hóa hư không Vậy kể nó ăn sâu vào tâm khảm những Đức Để nhắc nhở mình Cuộc đời này như giấc mộng Và đem đó để nhắc nhở nhiều có người chúng ta Quý vị hãy nhận thức đi Phải là cuộc đời này như giấc mộng không quý vị Một ngày nào chúng ta đã từng gặp nhau Một ngày nào chúng ta đã từng ở trong một những pháp hội rất lớn nó cũng như giấc mộng nghĩ như ngày hôm qua quý vị nó như là thấm thoát nó mới đây thôi rất là mau quý vị và bây giờ trở lại chúng ta hiện tại mỗi người một nơi nào đó ngồi lại với nhau để cùng tu tập cuộc đời này như giấc mộng quý vị rồi cuộc đời của người sẽ đi qua thôi chắc chắn sẽ đi qua nên động lại cho chúng ta những cái gì chúng ta sống trong cuộc đời này thiện và ác nên những đức cũng từng đọc về kệ chứ bị nghe nhiều lần đây Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa để bụi ra đi nở nụ cười. Cái này quan trọng. Bây giờ cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi ta nói. 60 năm cuộc đời. Có những người sống 70 tuổi, 80 tuổi cũng là một đời. Vậy thì bây giờ chúng ta dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải cố gắng làm sao Thế bản thân mình làm một cái gì đó Để buổi ra đi nở nụ cười Làm sao mình mới có thể Khi ra đi nở nụ cười được Là mình phải phát hiện tâm Phải nghĩ niệm niệm lợi ích cho người khác Dù những đức bây giờ có một căn phòng nho nhỏ Ở một nơi nào đó Căn phòng nho nhỏ Ở một nơi nào đó thấy không? Thì cũng là một cái tấm lòng Đến với quý vị Bây giờ những đức làm việc là mỗi ngày Những đức tu với vị bốn thờ Đúng không, quý vị Cũng là một phương pháp tu hành Cũng là có những đức quý vị vô tu chung Đúng không Chẳng giác Nên từ nơi đó Thì dù một căn phòng nho nhỏ thì những đức cũng là mong làm sao Cuộc đời mình làm cái gì đó trong cuộc đời Để buổi ra đi nở nụ cười Mà làm cái gì đặc biệt nhất là đem Câu vật hiệu giới thiệu Như hồi sáng 8 giờ 30 40 như đức tu thấy nguyên một cái nhà, cái, cái cái cái, cái con nít đó, ở một cái nơi nào đó đóng lắm mà người lớn trong nít nó ngồi niệm Phật Mình thấy mình thương Mình thấy mình quý thì sao đâu Trong lòng những đức nói rằng không lẽ gì những đức Điện thoại được cho cái cô đó một cái Những đứa nói ngày mai cô mua cho dùm cho những đức Cho các cháu mỗi đứa một cây kem Tại vì mình thương các cháu Mình nghĩ gì liền trong lòng thật sự luôn Mình nghĩ rằng mong cái cô đó, đó Cái cô Bình Sơn vậy đó Cô mua cho mỗi cháu một người một cây kem dùm cho những đức đi. Nó là những đức Cư sĩ những đức tặng cho các cháu Mọi cháu nghe kem Con nít mà quý vị Như ngày xưa những người ta cho những đứa một trái chuối ăn Vì mà những đứa nhớ cả đời nhớ tới bây giờ Khi người ta cho những đứa một trái chuối Con nít mà mình cho các cháu một món đồ ăn gì Các cháu sẽ nhớ đến mình Mà nhớ đến mình để làm gì Để mình dạy các cháu niệm Phật không? Gieo vào tâm người ta có vật hiệu là thù thắng nhất Nên một ngày mình làm việc chiều mình tu một thờ hỏi lại lương tâm mình ngày nay mình còn cái gì tồn động lại những cái không tốt trong tâm mình không vừa lòng không vừa ý ai hay không còn để lại trong tâm hay không giải đi mà muốn giải đặc biệt nhất là dùng thiện niệm ai với đạo phật quá giải dặn người dặn người này người kia người nọ quá giải đi có nghĩa là tới chiều nay mình tu xong quá dài đi dặn người đừng để qua đi mới bị bỏ qua tức khắc quý vị sẽ có sự an lạc cực kỳ lợi ích Quý vị biết rằng có vật hiệu này lợi ích lớn nhất là khi quý vị gặp sự cố trong cuộc đời. Có người đến với vị sẽ bao nhiêu con người tung hô và thương yêu giúp đỡ. Nhưng khi quý vị gặp sự cố bản thân của quý vị phải nương vào câu Phật hiệu. Và chính câu Phật hiệu là cái quan trọng nhất để luôn luôn để phát thiện tâm cho quý vị. Và khi có người cực kỳ mạnh mẽ phát thiện tâm thì tức khắc ác niệm sẽ tan biến. Chắc chắn quý vị luôn. Nên mới nói rằng trong kinh Phật nói rằng là Tất cả chúng sanh Tạo tội nghiệp nó không có hình tướng Mà do chất tướng Vì thì bây giờ mình chấp ngay có vật hiệu Để bỏ đi cái tướng ác Mà khi chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này Đòi nợ trả nợ báo ơn báo quán Đó, Mình chấp vào có vật hiệu Để giải cái tâm Đòi nợ trả nợ báo ơn báo oán. Đa phần con người chúng ta đều là cầu cái gì vị? Cái bình an Cầu cái gì nữa thuận tiền Cầu điều kiện Đầy đủ vật chất Đa phần có người điều cầu như vậy Nhưng đi ngược lại vấn đề thì chúng ta như thế nào Bị hụt hẳn và chịu nổi Nên trong cuộc đời này trong hoàn cảnh nào Chúng ta cũng có thể sống được để niệm Phật Người niệm Phật như vậy thì tuyệt vời lắm Thì lúc đó quý vị sẽ thấy câu Phật hiệu rất là hay Lúc đó thì quý vị chắc chắn quý vị sẽ nắm chắc câu Phật hiệu Nên mong rằng Tất cả cái buồn giận của chúng ta nên buông ra Buông ra đi ha. Và chúng ta phải làm việc gì, gì tốt Dù bây giờ những đứa ở một căn phòng nho nhỏ Nhưng những đứa cũng mong mình làm việc tốt Và mong quý vị cũng làm được việc tốt Thì cố gắng mà làm Tốt nhất là cố gắng niệm Phật Tròn hết bộ phận thành bại tùy duyên Chúc quý vị an lạc Ai di đà Phật Ai di đà Phật Ai di đà Phật Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị Ai di đà Phật Ai di đà Phật Ai di đà Phật